Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay và nói cụ thể cho bà con về cái bệnh đó là xì gốc và thối thân ở trên cây bút á. Thì hầu như cái bệnh này bà con biết á, nó gây hại trên cây bút ta vào mùa mưa, đặc biệt là mùa mưa rải rất là nhanh. Nhưng một số bà con ta cứ khẳng định là mình đã xử lý bệnh nó bớt và cây không bị bệnh, thì ở đây clip này mình hướng dẫn ở vườn anh Thịnh mới trước là bị bệnh xì gốc á, thối thân á. Thì anh cũng đã quét hết và kêu kiểm tra rằng là không thấy bệnh, nhưng hôm nay mình đi kiểm tra lại vườn á thì thật chắc là những cái vết bệnh hồi trước của đây á, trước khi bên mình chưa đến xử lý á. Thì hôm nay em tới kiểm tra lại thì những cái vết thương hồi trước đó ảnh làm chưa có kỹ và bôi thuốc chưa đúng thuốc, hầu như nó không có bớt. Thì mình đây là mình quay trực tiếp khi đi kiểm tra tất cả các gốc luôn, có nghĩa là những cái gốc hồi trước anh kia anh quét nó bớt rồi á, mình đi kiểm tra lại, mình sẽ quay bà con xem á. Mình sẽ khư ra hết những cái vết bệnh và tư vấn cho anh Thịnh tại vườn á là nên cạo như thế nào và làm như thế nào để cho hợp lý. Thì mình sẽ nhắc lại bà con á, mình khuyên bà con nên kiểm tra cái vết bệnh mình thật là kỹ đi. Nếu ai chưa rõ thì cứ nhìn như thế nào, hồi nãy lúc đầu bà con xem á là cái vết bệnh á là mình không thấy đúng không, mình nghĩ da nó đang liền nghĩa là bớt, nhưng bà con cứ nghĩ đi, cũng giống như cái bọc á, chúng ta nhìn ở ngoài thấy không sao, cái mụn bọc ở ngoài không thấy không sao hết, nhưng cái trong đó là cả một cái vết thương trong đó rồi. Thì khi chúng ta phát hiện á, để nó lâu quá chúng ta phát hiện ra thì cây nó đã chết rồi, thì lúc đó nó cũng muộn. Vì cái bơ chúng ta trồng lên là mất 3 đến 4 năm hay 2 năm chứ mày có trái mà nó bị hiện tượng này bà con không biết á thì nó xì, cây nó kéo. Mình nhắc lại clip này quay rất là dài, toàn bộ clip này mình chỉ nói về cái bệnh mà thối thân xì gốc ở trên cây ba bút và mình quay rất là kỹ và rất là cụ thể. Thì về cái dụng cụ mà để bà con cạo cho nó nhanh á, thì mình khuyên bà con dùng hai dụng cụ, thứ nhất là cưa, thứ hai là dao. Thì hai dụng cụ này bà con, thứ nhất là cưa, là nếu bà con cứ nhìn clip á, mình gọt rất là nhanh, nói chung là khi mình gọt á thì bề mặt nó sẽ không có được bóng. Sau khi mình gọt xong á thì mình dùng dao, có thể dùng dao Thái Lan bà con gọt bóng cho mình, nói chung là gọt những cái vết cắt nó láng đi. Thì sau này chúng ta quét thuốc, thứ nhất là nó khỏe tiện lợi, và vấn đề thứ hai nữa là liền da sẽ dễ hơn cái mặt nhám của chúng ta. Đó là cái vấn đề mình đang khư ở những cây mà nông dân chúng ta khẳng định nó đã bớt, nhưng mình thật chắc mình khi mình kiểm tra thật là kỹ á, mình biết vết bệnh nó sẽ không có bớt. Và một số bà con chúng ta lại không rõ được cái kỹ thuật và cái nguyên nhân mà cạo cái vết bệnh làm sao cho nó hiệu quả. Thì mình sẽ quay từng cây từng gốc để cho con xem hiểu rõ. Như với gốc này á, bà con để ý không, mình sẽ cạo ra tới cái vết trắng luôn, cái mạch dẫn đen ở trong nó bị thối rồi. Bà con cạo tới mức trắng này thì mình khẳng định hầu như là 100% luôn, bà con quét thuốc vào nó sẽ bớt và phun ở trên nữa sẽ không bị tái bệnh. Qua đó bà con phải, thứ nhất là cái chế độ mà làm cành thông thoáng, và cái thứ hai nữa là bồn, chúng ta không nên để bồn quá sâu. Thì với cái bô bút á, nhiều bà con chúng ta thì không có rõ hay không có kiến thức về cái kỹ thuật mà chăm sóc. Thì theo như mình khuyên, cây mà sau khi nằm ở giá tầm 2 năm tuổi thì bà con nên để bằng bồn luôn, không cần bồn cũng được. Lúc đó bà con cứ để bằng cho mình đi. Đó là với kinh nghiệm của mình chia sẻ. Thì bà con, mỗi bà con nông dân chúng ta có một cái kỹ thuật chia sẻ riêng. Thì với kỹ thuật của mình chia sẻ bà con đó, chúng ta sau năm 2 chúng ta sẽ để bằng bồn đi, bằng tán luôn, chúng ta bón phân gì đó. Thì về phân bón thì mình sẽ nói ở clip sau đi. Còn clip này mình tập trung chính vào vấn đề đó là mình xì gốc. Hồi nãy giờ mình cạo vết láng, mình khư cũng hết ra đó, đang kiểm tra rất là kỹ á. Thì bà con cứ theo dõi clip nha. Mình sẽ làm tất cả cây, thì ở vườn của anh Thịnh này là nó bị hầu như là 80% rồi, tất cả gốc đều bị bệnh xì gốc thối thân luôn. Như clip ở đây mình quay trước cho bà con á, thì những cái hình, những cái cây mình xử lý mẫu á thì cho anh Thịnh nó đã bớt rồi, mình đông cây kiểm tra rồi, nhưng mà những cây mình hướng dẫn á thì nói chung là anh Thịnh cạo chưa có kỹ, thì khiến cho những cái cây của anh nó bệnh không hết hẳn hết. Thì đây là mình cái cây cạo đầu tiên nha bà con, coi cho kỹ. Mình cạo cây đầu tiên á rất là nhẵn. Thì sau khi cạo xong thì cái công tác mà quét thuốc á thì mình cũng hướng dẫn là dùng cọ, những cái cọ mà sơn nhà chúng ta quét vào đó. Thì về vấn đề thuốc á, với những cây bệnh thì bà con ta pha nên tỷ lệ là đặt lên, chúng ta quét cho nó nhanh bớt và phun trên. Thì về thuốc á thì mình cũng nói clip trước rồi, có rất nhiều dòng thuốc để bà con sử dụng, thì mỗi người có mỗi kiến thức và mỗi cái dòng thuốc riêng. Thì bên mình có dùng cái sản phẩm là dừa khuẩn và vừa nấm, chúng ta quét cho nó, quét và phun cho nó hiệu quả. Thì đây mình cũng khư từng gốc ra luôn kiểm tra. Thì với cái bơ mình cũng nói lại nha, ví dụ như nó bị toàn bộ gốc là 80% á thì bà con quét cho mình một nửa thôi, đừng có cạo hết. Quét thì quét thuốc hết, nhưng mà con cạo là cạo một nửa thôi, đừng cạo hết cây nha. Nếu cạo hết cây á thì không còn cái vỏ nào nữa thì cây chúng ta sẽ chết, không còn
bằng chuyển chất dinh dưỡng nữa thì nó sẽ chết. Thì mình khuyên lại bà con là chỉ cạo 50% hoặc 70%, vẫn để lại 30% là phần vỏ. Đây, đây là cây bơ thứ hai đây, nó cũng bị xì đó. Mình tiến hành cạo cho con xem cây bơ thứ hai này. Thì toàn bộ clip này mình cũng nói lại là mình quay về toàn bộ cái bệnh thối xanh xì gốc, để cho bà con chúng ta, nông dân chúng ta ai bị á thì con chúng ta nên làm và dùng sớm đi, khắc phục sớm. Đừng để tình trạng mà cây chúng ta nó đã kiệt sức, nói chung không còn đủ dinh dưỡng để hút lên để nuôi cây nữa, thì lúc đó bà con nuôi trái thì năm sau mình khẳng định cái cây nó sẽ chết luôn. Vì cái bơ chúng ta nó nghiệt cái chỗ là một khi nó đã cỏi, nó vàng lá thì nó mất sức thì nó sẽ làm tự động chết. Bà con chăm lại thì nó cũng khó lại lắm. Nên mà con phải phòng được cái bệnh này cho mình nha, cái bệnh thối thân xì gốc này. Đó là cây bơ thứ hai mình sẽ cạo cho bà con xem. Thì dùng cưa nói chung là rất là nhanh, tùy vào bà con có thể dùng những cái dao cạo cao su rồi đó là cạo. Nói chung là phải hết vết bệnh tích thâm cho mình đó. Đó như clip này mình thấy không, cây nó bị nó rất là nặng rồi, toàn bộ những gốc nó bị rất nặng. Thì ở cuối clip mình sẽ quay cái cách mà quét thuốc. Thì đây bà con cứ từ từ mà xem, vì bà con xem ở này thì nó có, thứ nhất là nó có cái lợi ích cho bà con là xử lý cái bệnh này. Mình khẳng định bây giờ hiện tại cái bệnh này nó xảy ra rất là nhiều bà con chúng ta, hầu như là 80% á bà con nông dân của chúng ta trồng bơ bút đều bị hết, vì bà con chúng ta chưa có cái phương án mà phòng. Cái thứ hai là cách xử lý khi bệnh nó chớm như thế nào, bà con chúng ta chưa nhận định rõ được khi nào mình biết cái cây nó bị xì và dấu hiệu nhẹ nhất khi nó xì như thế nào. Thì bà con cứ đăng ký kênh, sắp tới mình sẽ quay tất cả các triệu chứng về bệnh cây bơ bút để cho bà con chúng ta theo dõi và làm theo. Mình hứa với bà con mình sẽ hướng dẫn hết tất cả cây bơ bút để cho bà con nông dân chúng ta ai cũng có một cái mùa bội thu và cây bơ bút, và cũng có một cái sản phẩm mà mình trồng ra nó hiệu quả như thế nào. Nói bà con cứ cạo cho mình nó láng nha, cạo láng cho nó sạch luôn á, nó bóng thì khi quét thuốc bà con chúng ta hiệu quả. Thì đây cũng là cây bơ thứ ba đây, đây là cây bơ mình cũng tiếp tục khư ra bà con xem đó. Cái vết bệnh mình tưởng nó bớt rồi nhưng nó vẫn chưa bớt. Thì những cái bơ này thì bà con cứ nghĩ rằng nó đơn giản, mình quét ngoài luôn bớt, nhưng mà hầu như mình khẳng định bà con quét ngoài sẽ không bớt đâu, nó vẫn còn mầm bệnh ở trong đó. Những cái bơ này hầu như nó bị toàn bộ là gần như là 80%. Mình rất là tiếc vì cái bơ trồng lên cho bà con nông dân chúng ta 2 năm rồi đó mà bị tình trạng này, nó ăn hết gần nửa thân, là thối gần hết nửa thân rồi, nhìn nó yếu đuối, nó nghèo, nó sơ sát, cây vàng hết. Thì lúc đó bà con nông dân chúng ta mới là nản, quét nhiều thuốc, ai chỉ gì cũng làm đó. Nhưng mà con chúng ta làm không có đúng thuốc, không đúng kỹ thuật sẽ không có bớt. Cái đó là mình nói với bà con biết, để bà con chưa ai gặp tình trạng này thì bà con chúng ta có thể phòng, phòng để tránh được cái bệnh này, để cho cây bơ chúng ta nó phát triển. Thì về cây bơ bút nói chung nó cũng đơn giản, nó cũng có 4 5 bệnh thôi, nó không có nhiều như những cây trồng khác. Những cái trồng khác nó rất là nhiều bệnh, đa số cây bơ chúng ta là bị nấm là nhiều, nấm với khuẩn thôi. Thì về phần trái thì có khuẩn, về phần thân và gốc thì có nấm. Thì những cái chủng này thì bà con hiểu được cái cơ chế của nó, hoặc những clip khác trước mình cũng nói rồi, bà con cứ làm theo những clip mình nói, nó sẽ bớt cho bà con. Thì những cái clip này mình chia sẻ clip bà con thôi, mình chả giấu gì cho bà con hết, mình làm những clip này rất là thực tế với hình ảnh của nông dân chúng ta. Nên bà con cứ xem và chia sẻ những clip này, sau đó áp dụng vào vườn của mình. Đây là cây bơ thứ ba đó, mình quay vào con xem á, là con cứ theo dõi nha, mình quay rất là chi tiết và cụ thể về cái cách mà quét. Đây là mình đang ở vườn của anh Thịnh đó. Đây tiếp tục cây bơ này cũng là cạo cho nó kỹ cái vết bác của nó. Toàn bộ clip này mình xử lý lại cái vườn của anh Thịnh đó. Trước mình hướng dẫn rồi, anh kêu anh quét kỹ rồi, mình xuống kiểm tra lại lần thứ hai đó, nhưng toàn bộ những gốc này là anh kêu anh không thấy. Đúng thật, chắc ra những ngày nếu mà với mắt thường của nông dân ta thì khó nhận biết được cái vết bệnh của cây bơ bút nó bị xì như thế nào. Toàn bộ bị xì á, thì anh cũng làm cái bồn này, mình cũng nói là anh làm thì sai, do anh kêu anh nghe một số người là bảo moi rễ hết lên để cho nó thoáng. Thì vô tình cái moi rễ của anh là cái tác hại, nước nó úng, và cái thứ hai nữa là nó dễ bị tróc gốc, dinh dưỡng nó không hút được. Mà không có đất che cho bộ rễ thì nó nắng nóng, khí hậu nó thất thường, làm cho cái bộ rễ chúng ta nó nhạy cảm đi, nó khô phần đi, nó không có cái lớp đất nó bao phủ cho những cái mạch dẫn rễ con và rễ cám nó mọc ra, nó hút dinh dưỡng. Cái đó là mình nói với bà con để rút kinh nghiệm nha, những ai chuẩn bị trồng hoặc đang có bơ bút thì bà con rút ra một cái kinh nghiệm cho mình riêng. Thì năm nay như mình nói cũng ở những clip trước là năm nay bơ bút hiện tại giá thành là 130.000 một ký đó, đó là năm 2017 nha.
clip này mình quay vào ngày 12 tháng 7 2017 đó, thì bà con theo dõi. Thì mình sẽ luôn cập nhật những cái video vào mỗi thời điểm khác nhau cho bà con. Thì sắp tới mình sẽ nói về cái vấn đề mà khi nào nên phun kích hoa cho cây bơ búp để bà con chúng ta khỏi hoang mang và nghỉ thời gian nạp kích. Và vấn đề mình chuẩn bị nói ở vào mùa mưa vừa rồi á, thì bà con một số cây bơ đã phát đọt non thì bà con nên chặn đọt nha, cái đó mình khuyên bà con á, để cho nó quá trình phân hóa mầm ho đậu quả là tốt. Đó là toàn bộ cái vườn mình quay cho bà con xem của anh Thịnh đó. Hôm trước mình cũng quay clip là cắt tỉa cành tạo tán của vườn anh Thịnh rồi, thì cuối này đó, đây là cái việc mình vừa cạo cái bơ búp nữa đây, toàn bộ làm cạo hết. Khi mà cạo xong thì mình tiến hành quét thuốc để cho bà con xem. Thì vấn đề thuốc thì giờ mình cũng nói luôn là bên mình dùng cái hợp chất là Xylitol với hợp chất Mancozeb. Hợp chất này á dùng để quét gốc và phun trên để cho tình trạng nó bớt luôn hoàn toàn, chúng ta nó không bị tái bệnh. Thì bà con chúng ta luôn thắc mắc, thì tùy vào vườn bệnh mình có những cái công thức áp dụng riêng với những cái bơ. Thì với cái bơ này bà thấy không, 3 năm chuỗi rồi, rất là lớn nhưng vẫn bị xì luôn, thối rất là nặng. Thì những cái bơ này bà con nhìn thấy tiếc không, gốc rất là to nhưng mà nó bị hết. Về cái bệnh này bà con nghĩ nó đơn giản nhưng nó lây tốc độ rất là nhanh. Sau một cơn mưa á, để vài ngày chúng ta không thăm vườn á, thì cái mầm bệnh nó lây hết rồi. Khi mà nó lây lên gần hơn nửa thân á, bà con không cứu á, thì mình khẳng định ta sẽ mất trắng cái bơ đó luôn á. Hạt có thể có trái, nó sẽ còi có trái nhưng khả năng đậu trái nó sẽ không có cao. Ra hoa rất là nhiều nhưng khả năng đậu không cao. Vì dinh dưỡng không tập trung nuôi đủ cho cây thì khiến cho cây chúng ta nó xì đi, cõi đi. À, còn lưu ý nha, mình cạo rất là kỹ á. Bà con quan trọng nhất là cái cạo, bà con cạo càng kỹ thì nó bớt rất là nhanh. Và thời gian sau á, nếu mà bị nặng quá thì cái tốc độ liền da nó hơi lâu, nhưng bị nhẹ thì cái da liền nhanh lắm. Bà con yên tâm đi, khi bà con cạo kỹ sạch như mình hướng dẫn đây á, mình khẳng định nó là 100% nó bớt và liền da lại luôn cho bà con. Đó là sau giai đoạn cào xong nha. Thì giờ tiến hành mình quét thuốc này, mình pha rất là đặc, liều rất là nặng vì cái bơ nó bị rất là nặng rồi. Thì ở đây dụng cụ thì tại vườn không có nên mình lấy luôn cái bàn chải răng, nhưng mà mình khuyên bà con là lấy cái cọ nha, cái cọ sơn tường rồi đó, lấy cọ đó thì con quét nó nhanh hơn, tốc độ nó nhanh hơn. Nó còn quét cho mình rất là kỹ nha, rồi phun luôn á. Clip này mình sẽ quay tình trạng quét thôi, còn phun thì mình hướng dẫn cho bà con nông dân là phun. Thì một số bà con chúng ta cũng theo dõi bên trái cây Tam Mùi Đắk Lắk rất là nhiều rồi, thì cũng có gọi điện đến thì mình cũng tư vấn cụ thể cho bà con. Thì qua clip này bà con là có thắc mắc gì á, thì cứ gọi số điện thoại ở dưới để mình tư vấn cụ thể cho công việc chăm sóc và cây bơ búp. Thì mỗi người có mỗi kinh nghiệm riêng, thì mỗi kinh nghiệm của mình thì mình sẽ tư vấn riêng cho bà con để bà con làm và áp dụng vào kỹ thuật của mình, đã có một vụ bội thu và năng suất và có nguồn thu riêng. Thì cây bơ búp thì thực chất ra mình nói những năm gần đây nó là một cây loại siêu lợi nhuận luôn. Giá mà mình nghĩ giá khoảng 30 đến 50 nghìn thôi là bà con thấy cũng lời rồi, cũng rất là nhiều tiền rồi. Một cây bơ búp bà con chi phí ra mình nghĩ nó tầm giá khoảng cỡ 200 nghìn hết, 100 đến 200 nghìn hết cái chi phí của nó một năm á, bón phân phun thuốc đậu trái cho nó luôn á. Nhưng mà bà con nghĩ đi, một cây mình cho nó khoảng 50 kg thôi, nó giá khoảng 50 nghìn hay giá 30 nghìn thì bà con cũng có 1,5 triệu rồi. Rồi con chi phí phân thuốc thang mình cho hết 500 ngàn, 500 ngàn một cây thì con vẫn còn dư. Đó là vấn đề mà siêu lợi nhuận. Vì con đó là đối với những năm 27 trở về trước, thì tùy vào mỗi năm mà cái thị trường chúng ta nó có những cái giá khác nhau và mức độ tiêu thụ khác nhau, nhưng mà mình khẳng định cây bơ búp sẽ là một cây bơ có tương lai cho bà con nông dân của chúng ta trên mọi miền ở Việt Nam. Thì công tác mà quét quét thuốc á, mình cũng hướng dẫn và chỉ cho nông dân rất là cụ thể tại vườn, sau đó mình hướng dẫn cho nông dân quét như thế nào luôn, mình chỉ rất là kỹ để cho tránh tình trạng một số nông dân ta khi mà làm á, đã thà làm mà làm cho đáng, làm một lần cho nó bớt luôn, chứ đừng có làm lỡ cỡ rồi nó không bớt rồi quét đi quét lại tốn thuốc tốn công tốn thời gian, bà con lại nản nữa, kêu sao làm miết mà nó không bớt, thì lúc đó bà con ta nản vì nó mệt lắm. Vì công tác mà ra vườn cạo, bà con cạo không quen sẽ rất khó cạo. Cạo một cây bơ hay là hai cây bơ thì bà con mới không quen, bà con cạo mất gần 2-3 tiếng đồng hồ. Đó với những nông dân không quen nha. Bà con cạo không hết rồi nó lại tái bệnh, bữa sau bà con đi cạo nữa lại mệt không, nhưng mà vết bệnh lúc này nó lan mạnh ra nữa. Bà con phải tốn thêm một lần thuốc nữa. Và tốn thêm thời gian, tốn rất là nhiều. Cái đó là mình nói
trước và nói luôn cho bà con những ai mà hồi giờ chúng ta không có cái tính cẩn thận á, thì bà con nên làm như mình nha. Đó là mình chia sẻ thôi chứ mình không có nói là bà con chúng ta luôn không cẩn thận. Nhiều người rất là cẩn thận, rất là tốt. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình cũng quay clip cũng rất là dài. Bà con nhớ đăng ký kênh để mình tiếp tục làm những video hay cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.